hai cái đó đó, mẹ về, mẹ về để hai cái đó cho nha. Trời ơi, ơi mẹ hoa nữa hả? Không phải, chị đang ngoài, chị đứng ngoài mà chị mắc cười quá, tụi bay kêu mẹ giờ họ nói mấy người hỏi, ủa chị là gì mà sao kêu mẹ vậy? Đi nhiều con quá trời luôn. Đừng có đi ăn nhau em đi xin. Ủa mấy ca đón chị nói. Mấy ca đâu? Trời ơi, lúc đi thì mình như một công chúa. Chưa một lần dám tắt kiếm tiền mà mở miệng ra thì lúc nào cũng kêu rằng chúng ta là YouTube dơ đồ này nọ, thì ai mà đụng tới chị ta thì đều là dơ hết, ai mà đụng tới chị ta thì đều là câu like câu view để kiếm tiền. Nhưng mà không tắt kiếm tiền đâu mà nên tắt cho mà cho em là YouTube sạch mà. Dạ sạch đâu, trời anh còn sạch tiếng mang hơn cả trời. Chờ nếu mà nói với chị ấy thì cũng đúng rồi, thì nói chung là chị đó là một cái người mà chị cảm thấy rất là kinh người, rất là kinh người, rất là kiêu ngạo. Và người ta có nói một cái câu đó là thành công dễ dẫn đến kiêu ngạo và kiêu ngạo sẽ dẫn đến thất bại. Đó là lý do vì sao mà khi mà chị đó quá kiêu ngạo đến một cái ngày đó thì nghiệp của tôi cũng không được. Đúng rồi, anh em hãy chúc mừng. Nói chung chị đó là mà không biết là chị thật sự là chị họ gì, nhưng mà bây giờ thì em xin phép đặt cho chị là họ Đỗ nha, tại vì cái gì cũng Đỗ hết trơn á. Đúng rồi, có nghĩa là bây giờ nhập viện thì cũng đổi thừa em rồi, bây giờ là chị bị quay lưng thì chị đổi thừa là cho Hồng Ly, cho chị Loan làm cho chị đó bị quay lưng, nhưng mà chị không nhận ra là cái lỗi lầm của mình. Ví dụ như sau cái tập 64 hay là 63, tập 64 là bà bắt đầu quay xe đúng không? 64 thì ví dụ như lúc đó mà cộng đồng mạng đã lên tiếng chỉ trích như vậy rồi thì mình chọn cách mình im lặng đi, thì có vẻ như cái sự chỉ trích nó không có đến mức độ này đúng không? Cho nên là tất cả là do cái sự kiêng ngạo đó cho mọi người. Quay đầu thay vì đủ cố mà mưa móc đi ở ngoài thành phố bây giờ, thay vì những cái việc đủ cố đó thì đáng lẽ chị cứ nói một lời xin lỗi thì có lẽ hay hơn. Nhưng mà hình như là anh hỏi chị cảnh báo đấy, nhưng mà người này không biết không bao giờ nói lời xin lỗi, không bao giờ nói lời cảm ơn. Đúng rồi, đúng rồi, đó là những cái lời cảm ơn sự xin lỗi chân thành. Cảm ơn thì cũng không biết cảm ơn mà xin lỗi cũng không biết xin lỗi, cho nên tại vì chị đó cứ nghĩ rằng là chị là một người nổi tiếng và cái tiếng nói của chị đó sẽ là một cái người quyết định cái thế trận á, anh hiểu không? Ví dụ như chị đó lên tiếng ủng hộ ai thì người đó sẽ được ủng hộ. Chị đó quá tự tin vào cái tiếng nói của chị ta, nhưng mà ngay cái thời điểm mà chị đó đến với Hồng Loan á thì cái kênh của chị đó thật sự mà nói rất là nhỏ bé, và em có tìm hiểu cái lịch sử mà cái lượt view á, thì khi mà trước khi mà chị đó đến á thì cái view nó thấp lắm mọi người, thấp lắm. Em đang nói chuyện với một người mà ngày xưa kéo tụi bài ít nhất là 10 cái cộng đồng. Dạ. Anh nào xưa anh có bây giờ còn dán anh chỉ cảnh tầm 74 là chị bị sao có quay xe lại không? Chị bị sao thì chắc chắn 84 là quay xe với Hồng Loan đúng không? Rồi giờ 74 có quay xe lại với bên kia nữa không? Cái đó thì thật sự mà nói thì chị cảnh cũng không biết nha. Tại vì bị bên kia ăn đơn đó, bị bên kia đâm đơn cho quay xe bên kia. Rồi dây cũng có đơn cho sẽ quay xe lại với đây. Quay chỗ nào? Dạ bắt buộc ăn thế thôi, chẳng muốn quay đâu. Dạ. Bây giờ là 12 giờ chắc là chị đi chuẩn bị cái đó. Cho nên bây giờ cuối cùng thì Chí Cảnh xin chúc cho những anh em YouTuber mà những người mà chị Mì Xào đã xem thường anh em á, thì Chí Cảnh hy vọng rằng những anh em YouTuber một năm mới thì sẽ có rất là nhiều sức khỏe và thành công trong cái việc mà xây dựng kênh của mình. Và Chí Cảnh hy vọng rằng những cô chú anh chị hãy ủng hộ tất cả những anh em YouTuber chân chính nha mọi người nha. Mặc dù thì chị ta cho rằng những anh này là những người dơ gì đó, nhưng mà Chí Cảnh rất là cảm ơn những anh em YouTuber ở đây đã hàng ngày đã quay những cái cảnh mà hỏi Hồng Loan rồi đó, thì mình sẽ biết được là cuộc sống của Hồng Loan như thế nào, Hồng Loan có sao bỏ hay không. Thì Chí Cảnh là một người rất là mang ơn cái điều đó luôn á. Cảm ơn chị Cảnh. Và bây giờ thì anh em mình cứ cho là mình dơ tắt đi. Dạ. Mình dơ với nhau. Dạ. Do họ sạch thì họ chưa cái gì. Dạ. Mình cũng đón chị đi. Dạ, cho mọi người hãy chuẩn bị đón chị đi. Không, cả đón chị mà đón mẹ. Đón mẹ. Đón mẹ về, mẹ. Bà nội biết bà nội có tên hay không? Dạ. Bây giờ anh Chí Cảnh mà có
lời nào gửi đến mà cái chị gọi là xăm chỗ Ma Lai hay không? À, chị xăm chỗ Ma Lai thì nói chung là chị này chơi một cái trò mà giống như phương đông tích lây á mọi người. Có nghĩa là khi mà chị đi á, ở thì chị đi, còn khi mà chị đi thì chị ở. Đó, thì chị đó có một cái trò giống như kiểu chơi trúng tiền á. Nhưng mà bây giờ mình... nhưng mà bây giờ mình đã lớn rồi thì mình đâu có cần phải chơi cái trò mà trúng tiền như vậy đúng không? Và chính là người ta vi phạm pháp luật rồi. Nhưng mà chị đây là một người là cũng đã thành tựu trên 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 trường rất là nhiều rồi, cái chuyện già rồi, nhưng nói chung là chị nó còn non mà sao? Qua qua bạn lớn, qua bạn rất là bạn lớn nữa, bạn đi thì rất là bạn lớn rồi. Cái này là hoa tươi hoa thật nha mọi người, không phải là hoa giả, không phải là giả. Chị cảm nhận anh đang tâm bao miệng nha. Cái cảnh là nói chung là cái cảnh gì đâu thì cho nên mọi người ủng hộ dùm nha, ủng hộ anh Tinh Ba Miền nha. Người ta chưa quay xe, chưa bao giờ nói số hay bao giờ kể. Đó. Đây mặt của Tinh Ba Miền đây, lúc nào có lệnh truy nã là nhìn đúng nha. Đúng cái này để đưa nha. Ủa anh Phúc Khang là anh nào vậy ta? Anh Phúc Khang tới chưa? Mọi người anh kêu ủng hộ kênh S Tam nè. À mọi người ủng hộ kênh của anh S Tam Vlog đúng không? S Tam Vlog Y Nguyên Bà Tám nha. Bà Tám đây, chính là thủ phạm đây. Rồi chí cảnh nha, chí cảnh, chế cảnh TV. À anh, dạ anh ra lâu chưa? Dạ nãy giờ có chút xíu à. Dạ dạ. Đẹp không mọi người? Quá đẹp. Bữa nay tặng quà không biết là bên cái ba đám mà cái đám quay xe đó nó có kêu là nịnh mẹ nịnh ơ đâu không? Ê nhưng mà mẹ mình nịnh có sao đúng không mọi người? Chấp nhận nịnh đúng không? Sợ mình con với mẹ tôi nữa. Mẹ ta đâu có mẹ có tâm. Người cứ nhìn vào những cái hình ảnh này mà tức hối máu. Dạ. Nịnh mẹ tôi mà. Ra đây là của bệnh viện trả về mấy giờ sao? Bệnh viện trả về nhưng mà nói chung là bệnh viện rất trả là về nằm ở nhà đang chờ giống như là kêu bằng thở gọi là sanxi với oxy thở sanxi hiểu không, đang thở sanxi để tìm cách để phục hồi lại trí nhớ để đi lên để gọi là có một cái gì đó còn một với mẹ mình quay lại. Và đi cũng rất là vất vả. Phải nói là đi rất là mệt. Mẹ đang ngồi trên máy bay, chúng coi được clip này không nha. Đó, tụi con đang đợi mẹ đi đâu vậy? Máy bay nước ngoài đợi mẹ. Máy bay châu Âu. Mấy anh nào mà quay xong rồi chỉnh video đi đăng lên đi, tại vì bây giờ khán giả đang ấy đang quan tâm nhiều. Em chờ em đăng chưa? Xuống thì cũng được anh. Xuống mà đi ra lấy hành lý đó. Sao đi đâu? Em đăng chưa? Đây rồi, bà xuống rồi, bà đang chờ lấy hành lý. Bà đang chờ lấy hành lý nha. Đang lấy em cứ nói chuyện với Ni rồi anh lên lấy xe xuống là mình đi thôi. Dạ. Quên điện cho chị mì xào đến chơi nhỉ? Đang mì xào quá lửa. Hay là bây giờ rủ mẹ xuống dưới thăm không? Đi thăm. Thôi gọi cả mấy loan. Không thôi chắc á, không thôi mà qua hậu chắc nữa, qua hậu chắc nữa sao mà không hỏi thăm nữa đó. Mọi người, chị Ni đang chuẩn bị có mặt ở sân bay cùng lát nữa thì Ni cũng là chính cảnh sẽ trả lời anh em. Phỏng vấn anh em sau nhé mọi người, cứ ủng hộ cho chính cảnh tức là anh em. Rất là cảm ơn mọi người rồi. Yeah. Cái drama này mình chưa biết là nó kết thúc như thế nào, bao giờ kết thúc. Nhưng ít ra thì mình thấy được cái tình đoàn kết của anh em. Thấy được là những người mình coi là bạn rất bản lĩnh. Nói chung là không phải là cái tình đoàn kết mà là cái tình bản lĩnh. Nhìn người nào bản lĩnh mình biết. Loan thì lúc đầu mới tiếp xúc cùng đen hòm còn rụt rè thì bây giờ cũng bình thường rồi. Nhưng mà em thấy là nghĩ là dám chơi là dám chịu đúng không? Dù cho mình phải có trách nhiệm với cái lời nói của mình đó chứ bây giờ. Dạ, cũng làm sao làm. Chứ hồi trước giờ mình kiếm bao nhiêu tiền cái xong rồi bây giờ mình bị cái đó cái bắt đầu mình. Hôm nay là cũng định đi rồi nhưng mà có chút việc đột xuất mọi người. Trải qua năm nay thì ai hay thì đi đến cuối con đường sẽ được. Đúng rồi, ta nói là đường dài mới biết ngựa hay đúng không? Cho nên chạy đường dài mới biết ngựa giỏi. Cho nên những cái con người mà có cái máu quay xe thì sớm muộn gì cũng sẽ quay xe thôi, tại vì đó là bản chất rồi đúng không? Và tất cả những gì thuộc về bản chất thì rất là khó để thay đổi. Anh nên nhớ nè. Anh nên nhớ nè. Cho em mượn cái quạt được. Anh nên nhớ nè. Trong cái câu chuyện này cậu Năm Linh không? Những cái người nào mà có cái tâm xấu là ổng bị lội ra từ từ. Ổng lôi ra từ từ. Khai khẩu. Đó. Cậu Năm Linh đó. Những cái người nào mà xấu là ổng lôi từ từ ra.
nói chung á, cái đầu tiên là cuối trong cái đời Gamma này, đầu tiên là không? Con ve đó. Anh biết cái người chùm cuối đời Gamma này anh biết ai không? Anh nghĩ là đầu năm với ai? Thiệt luôn đó, ổng đi ổng để lại cái gì để nghĩ đi. Nói thẳng ra luôn trong cái câu chuyện luôn. Dạ. Cái đầu của ổng nó tính được hết trơn cái đường bước. Anh có đang like Facebook không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Anh cũng theo dõi mà cuối của em mình anh. À, Quỳnh Bướng à. Em cũng muốn fanpage mà được bướng người như vậy. Em chết luôn, lỏng lại giúp luôn thấy không? Đâu rồi? Đây là chiếc cảnh TV đến đây. Hello mọi người nha, đây là chiếc cảnh TV nha mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ kênh anh Tinh Ba Miền nha. 76 vlog, em đăng like lên kênh 76. 76 vlog hả? Mỗi lần là 2 kênh hả? Cái này cũng bật chút tiền rồi, em một người không xài cái kênh. À. Ủa nhưng mà cái kênh kia là em đã được bật kiếm tiền chưa? Cũng được luôn hả? Hồi sáng nay anh mới được bật thêm kênh nữa. Kênh nữa là hả? Kênh hôm bữa đó, bữa nay mới đủ điều kiện. Anh nghĩ là không có được đâu nhưng mà sau cuối cùng anh vẫn được bật kiếm tiền luôn á. Kênh máy em lấy hai người nha. Đang chờ lấy hành lý sắp ra rồi mọi người ơi. Cùng với mà dự sĩ biết là cái phe mà thăm phe rồi nó tới sân bay rồi đâu cũng chết nữa đó. Đây người ta ăn cái này đây mà đội xử ABC các thứ các kiểu. Vậy đại xâm chỗ đâu? Ừ. Đúng rồi, cái phần nữa là hồi đấy chỉ cặn thôi ra. Đi coi chứ. Có rõ thì hay là như thế nào đó cho em một cái con số 1 hay là một cái bình luận như thế nào để em biết được sửa cho anh Thành đây. Mấy trăm anh em tôi túc. Ừ, rất là đông như thế nào. Ta chỉ nó là chỉ nó quay nó chưa tiếp quay không cần phải tận bỏ em đây em lấy cái khúc em cứ đi theo quay trực diện á khán giả nói mình trông chị này y hệt như là trông mẹ đang đi chợ về đúng rồi đang trông mẹ đang trông mẹ đi chợ về rồi chị đi sắp ra rồi nha mọi người cho nên mọi người hãy xe lên giùm chiếc cảnh nha đang trên đang ra luôn á mọi người xem đi. Coi như mọi người xe lên khoảng 10.000 người xem đi mọi người, xe lên giùm chiếc cảnh đi mọi người. Mới có 2.000 à. Mọi người xe lên 10.000 giùm chiếc cảnh nha. Đó mới là điều quan trọng. Xem chia sẻ cho những anh em mỗi người một cái like, mỗi một cái chia sẻ nha cả nhà. Mọi người nhớ cô chú anh chị mà đang xem like của tất cả những kênh YouTube nào thì mọi người thứ nhất là nhớ đăng ký kênh ủng hộ rồi cho xin một lượt like nha mọi người nha. Xin một lượt like và để lại một lượt bình luận để cho những cái video đó được đề xuất được tương tác nha cô chú anh chị nha. Chị đi ra chưa? Đóng á, tông sẽ tông. Ê, coi chừng chị, ê, coi chị Đại có ở đâu không đó nghe. Ủa mày có cái anh đó nhìn kỹ quá vậy. Rồi cái anh đó xong nhìn chầm chầm ghê quá vậy. Cái anh đó kìa. Có phải đàn em của chị Đại không? Chị đó, chiếc cảnh đang hẹn gặp chị Đại nhưng mà chị Đại thì không có dám gặp hết. Ôi chiếc cảnh ca mà dám gặp chị Đại luôn. Ừ, chị Đại thì nói chung là chị Đại trong mắt của chiếc cảnh là chỉ là chị chạy mà thôi chứ. Chị chạy thôi chứ không có hơn không cái. Nếu như mà chị Đại mà theo dõi chiếc cảnh thì sẽ biết mẹ của chiếc cảnh là ai cho nên đối với cái tầm của chị Đại chỉ là em nhớ hình như là chị bánh tét bên ngoài. Đúng rồi, bánh tét thì đang có thuê người để mà mình chích tim chích vào chiếc cảnh đó cho nên bây giờ cũng khá là sợ đừng có lộ gì nghe đây con mấy pha này biết ăn chiếc cảnh xong rồi đi qua đường về rồi. Đúng
em thật sự đẹp không? Rất là đẹp. Cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người nha. Không liều đúng không? Đẹp. Cảm đấu mà. Đó cũng đâu lại chim nhớ, lại chim trực tiếp kia, thấy không? Chim sắp ủa cô ở đây ở đâu về hả? Ở bên Phú Quốc, ở ngoài Phú Quốc kìa. Ở ngoài Phú Quốc về hả? Dạ. Biết mọi người ha, mình biết rồi, mình ngon nè. Ở đâu? Tôi đi đến đâu? Đi tới đâu? Không biết. Chứ không phải đi đâu mà cháu. Đây là quay về. Đi đón người. Có xe chưa đi ăn rồi? Tôi lấy tiền taxi. Nhưng mọi người chúng tôi đã đi quay ở ngoài. Ê Nguyên, bây giờ em chia sẻ coi cảm nhận của em khi mà gặp chị mình. Đây nè, xuất hiện trên kênh coi nè. Gián điệp mà chị đến cửa nào rồi? Sao nói sao mẹ gần tới cả nhà. Nhưng mà bây giờ em đã từng gặp chị mình sao rồi thì em chia sẻ cảm nghĩ coi cái sắc đẹp của chị mình sao. Nói chung là nghiêng nước đổ thùng, giống như là một người mỹ nữ đó, tuyệt đẹp tuyệt vời nhất trần gian đó, coi như là sắc đẹp, coi như là không có gì mà gọi là nói được. Nói chung là quá tuyệt vời mới được cái giải. Wow. Đúng không? Thì bây giờ là mình đang đợi mẹ về cả nhà. Bây giờ mình tập trung vô vấn đề đón mẹ trước cái đi. Rồi những cái vấn đề khác thì từ từ nha. Đang xuống luôn kìa. Đang gọi luôn. Đang nghe hả? Mẹ đang gọi luôn nha. Đó. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mình là Việt Yêu Thương và Lễ Đăng Thẳng ha. Đúng rồi, mình là tên gì yêu thương mà đến. Nhưng mà thật sự mà nói thì có những người nói là từng đã nói là yêu thương, nhưng mà thật sự có yêu thương hay không thì cái đó thời gian sẽ trả lời, đúng không chị? Mẹ ra chưa? Mẹ ra rồi cho mọi người nha. Barbecue luôn. Đó. Sân bay rất là mềm nha. Đi ra cả nhà. Quá chờ luôn này. Mẹ lâu quá mẹ ơi. Đây hình như nó có điện ngược sáng không mà sao? Mấy ngược sáng. Mấy ông Mỹ ông cười. Ấy do đó. Mấy ông Mỹ ông cười. Trước khi mọi người quay ra ngoài này. Em phải để ý hai cửa nhé. Nguyên một đại cửa này ở bên kia. Đằng nào cũng có bó hoa gì vậy? Có hoa để tặng mẹ. Hoa có hoa tặng mẹ. Hoa thật, không phải hoa, không phải hoa giả. Má Thảo, bây giờ vẫn còn kìa, vẫn còn tươi kìa. Wow. Bây giờ để nhà vẫn còn tươi kìa. Đây xong lát nữa tôi lên lấy xe Nguyên cầm máy. Ok. Đặc trưng của chúng tôi. Trời ơi, mẹ dành cái đúng đậm vậy. Nói với anh em rồi. Đâu quá là tôi đi chèm ô tô lấy cái tôi đi chợ đồ về nhé. Nguyên chở đồ về của mình, rồi mình chở chị về bên Loan. Ủa bà đi đâu? Chị luôn, chị Loan vậy nghe. Đừng bắt ai. Mọi người chia sẻ lên đi, mọi người chia sẻ lên. Chia sẻ lên mọi người ơi. Mọi người chia sẻ lên đi, chị Đại đang tới á. Khán giả của kênh, ủa em có đăng like không? Dạ có, em đăng like. Khán giả của kênh em biết chí cảnh không ta? Dạ có. Cái lần trước anh qua đó em có coi anh. Hello. Chị đi đâu rồi? Đúng không? Người ta có cái tình người với nhau chứ không phải á. Anh có đăng like không? 158 người hả? Anh đăng like trên kênh gì vậy? Phan Hồng Loan. Phan Hồng Loan. Phan Hồng Loan official.
mọi người ủng hộ kênh anh Tài nha. Kênh anh Tài 79 thì sắp được 80.000 rồi. Ủa anh Tài 66 vlog sắp được 80.000 rồi mọi người. Đây là chiếc cảnh này cả nhà ơi. Tôi đi tôi cảnh luôn ha, tôi chỉ chỉ cho chiếc cảnh mau lấy được cho các bạn quý vị ơi. Em có cảnh rất là tuyệt vời. Hôm nay cũng có một cái ok, có bước vào điện rồi. Ôi, A hay B? Con mới ra được đến đây, mới ra được đến cửa rồi đây này. A chín. Có phải sang làn đâu hả? Có phải sang qua đường không hả? Có. Có an tâm không có đi hả? Không cần qua đường đúng không hả? Cứ để đứng luôn ở cửa thôi hả? Đứng ở bên này thì khách sẽ đứng ở bên cửa này. Đây còn đây chơi. Chị ra ngoài, chị đứng ngoài mà chị mắc cười quá. Tụi kêu mẹ giờ mẹ giờ. Ông nó mấy người hỏi ủa chị là gì mà sao kêu mẹ vậy? Đi nhiều con quá trời luôn. Đúng rồi, bên anh em đi xin. Ủa mấy ca đón chị nói. Mấy ca đâu. Ơi, lúc đi thì mình như một công chúa. Chị sao? Sao mà sợ hả? Emily hay cái Emily mệt như con chó. Qua qua bên đây mới dẫn nè. Chị đi. Hai cái này của chị luôn hả? Trời đất ơi, tự có một cái ta ơi. Ngoài con hồi xưa nhất. Bây giờ là con. Con gái con rớt con nuôi con. Con quá trời con. Ủa sao bây giờ lại chuyện rồi ta? Có lịch kìa chị, có lịch ở trên. Bây giờ mẹ đã về cả nhà. Đó, mẹ tụi em về tới rồi nè. Đó, bên kia coi như là thấy mẹ về bên kia là nhức đầu chóng mặt, nhức đầu nó nói gì. Mấy con qua đây nè con, mấy con. Mẹ ơi, cho con ôm miệng một cái mẹ. Cho con ôm miệng một cái. Sao? Đó, bắt đại ca con chú chị ở đâu đây rồi. Ôi, đại ca ra đó. Đó. Mẹ tới, mẹ tới, mẹ tới. Ờ đó bây giờ nói này có mai ca đâu mà không biết mai ca đâu. Nay đi mùng 9. Rồi ok. Ai bữa nay lần đầu gặp Mai Ca đi. Trời thôi là sao thằng eo luôn đó chị. Hả? Trời ơi chị như nó làm. Đâu không thấy. Chị gì mà hay. Chị. Đâu đâu mà mày cái đi mấy cái kìa. Đó đó. Mẹ có thấy sao biết mẹ quá trời vậy. Trời ơi, đợi anh em nổi tiếng gì đâu trời. Đi làm gì khổ ghê. Khổ cái gì vậy trời. Rất là sạch. Hello. Hello. Chị ơi. Đó. Em đi gì lắm? Dạ. Em đi gì lắm? Em đi Grab. Chờ vậy hả? Dạ. Ủa chị Grab với ai? Chị đi chị với đi ai? Mình, chị rước bản mình. Ai gọi giờ đưa chị đi đâu?
hớp xác ba đi ăn. À đi ăn hả? Thôi cho chị bắt tay ca cho mẹ 50 phút cho anh em tắt cho anh bắt dẹp xíu đi chị mấy ba 5 phút đây rồi. Okay. Rồi mẹ nói chuyện đi mẹ ơi. Cho 5 phút đi. Các con ạ. Rồi đã bị ghét rồi vậy là các con làm mẹ bị ghét thêm. À, mẹ đám cưới ngoại sao mẹ có cho tụi con biết được mẹ đám cưới của mẹ có gì hay là như thế nào không? Mẹ đám cưới của mẹ hay đám cưới của ai con? Của gia đình bên mẹ đó. Thì vui đó, mẹ livestream đó con. Rồi mày biết là người ta kêu mẹ luôn đó. Thôi chị thấy cái chị em bị sao rồi sao chị? Thấy hả? Chị bị sao? Chị không biết chị đó luôn á, tự nhiên giờ trí nhớ của chị quên luôn rồi. Thôi chị mẹ lên xe đi. Tự nhiên làm bị trí nhớ bị quẩn luôn rồi. Đi cảnh đi xe nào? Em đi gặp đi đi luôn đây kèo đi luôn đây. Đi chồng với mà chị đi đi. Ê, đi đi chạy lý đây luôn. Đi đi đi. Chạy số 5 nha. Đi chạy cảnh đâu, chạy lý chạy cảnh đâu, chạy lý chạy cảnh luôn nha. À, hẹn về. Rồi thương mọi người quá. À, nhắn tin nè. Dạ. Không tiền đám cưới đâu. Không tiền đám cưới hả? Bị người ta vô gỡ lại rồi. Quá trời mà bị người ta lại. Em mày đem hai cái đó đem về nhà ngon loan tại vì tao phải đồ tốt. Đi đúng lắm à. Ừ. Đi xe đi lên xe nha. Đem về nhà ngon. Về đi lên xe. Ờ qua lên xe luôn. À, ông Mai Ca thì xưa giờ rồi. Trời Mai Ca ơi, đúng rồi. Ma nè. Đúng quá trời. Wow. Ma nè, nó phải sau đâu. Đúng quá trời. Cải đẩy lên đi, quăng lên đi. Má đem đồ ra luôn, để bà thay đồ. Má cũng tội lắm. Chị ơi, bây giờ em phải bảo vệ chị chứ không là bên kia nó chơi xấu rồi thôi. Trời ơi, bên kia đang nói là con xăm chỗ nó ra đó mà ra. Trời ơi là trời, ở Việt Nam mấy em ơi, nước ngoài còn không có làm gì được mà Việt Nam khổ ghê. Thì ví dụ có gì thôi chứ không nghĩ lên khách nhà. Mọi người cứu tôi, cứu tôi hả? Cá ở ngoài chạy anh ơi, thì có chơi có chịu. Tôi thôi. Mọi người ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cái máy của tầm nóng quá, nãy giờ em phát trực tiếp. Máy nóng quá chứ nóng luôn. Ừ, ok, xong chưa bả chưa? Mày đi gì? Cắt đi.